Hello mọi người, hôm nay mình lại có vlog mới nè. Tí nữa thì mình sẽ dắt khách đi xem vài căn nhà ở Tomball. Mà mấy cái căn nhà này thì chỉ cách Costco Cypress có 10 phút thôi, nên là mình định sau khi khách xem nhà xong á thì mình sẽ chạy xuống Costco Cypress để đi chợ, sẵn tiện mình quay cho mọi người coi luôn. Tại vì mình biết là mọi người rất là thích coi Costco. Mùa này là vừa có đồ Halloween, vừa có đồ mùa thu, mà vừa có đồ Noel nữa, nên là rất là vui. Để chia sẻ thêm một chút về những cái căn nhà ở gần Tomball, để lỡ nếu như mà mọi người thích ở gần Costco á thì mọi người có cơ hội để sở hữu một căn nhà như thế. Cái khu nhà ở Tomball này á là mới tinh luôn, builder vừa mới xây một cái hồ ở giữa, xong đó xung quanh á là họ xây nhà, nào là nhà một tầng, nhà hai tầng nè, đều có đủ hết. Nhưng mà đặc biệt á là cái builder này họ đã mua cái tiền lời xuống chỉ còn 3.99% thôi. Là nếu như á mà mọi người trả góp trong vòng 30 năm á thì tiền lời của mọi người cũng sẽ là 3.99, là cái mức tiền lời tốt nhất ở thị trường hiện nay luôn. Tại vì hiện tại á cái rate thấp nhất ở ngoài thị trường cũng đã 5 chấm mấy rồi, chứ không có được 3.99 như vậy đâu. Mà builder còn cho thêm mọi người tất cả những cái đồ dùng trong nhà, như là lò vi sóng nè, tủ lạnh, máy rửa chén, máy giặt, máy sấy, đó, cho hết luôn. Mấy cái màn cửa, mấy cái blinds á cũng cho hết luôn, nên mọi người dọn vô là đã có sẵn màn cửa rồi nè, đã có sẵn bếp nè, lò nướng, lò vi sóng, tủ lạnh, tất tần tật mọi thứ, máy giặt, máy sấy đồ có hết rồi. Còn cho thêm 7.500 closing cost nữa. Mọi người thấy không, tìm đâu ra một cái deal mà vừa có tất cả những cái đồ dùng trong nhà, vừa có blinds, rồi vừa có 3.99 tiền lời, rồi còn có 7.500 closing cost. Và đặc biệt là giá nhà ở đây rẻ nha, trong khu trường học tốt, trường học Tomball ISD thì mọi người biết rồi, rất là tốt. Còn zip code là 77377 á. Nếu mà mọi người muốn tìm nhà ở Cypress cũng có, nhưng mà không có thể nào mà có được cái giá tốt như vậy đâu. Mình có hai căn nhà trệt, là một căn ở corner, chỉ có hàng xóm một bên thôi, còn bên phía sau á là view hồ nước, thì cái căn đó là chỉ có 330 mấy ngàn thôi. Còn một căn nữa là nó nằm giữa hai nhà, nhưng mà nó cũng vẫn có view hồ nước và nó có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm á, thì nó là rẻ hơn nữa, nó chỉ có 309 ngàn. Còn nhà hai tầng á thì mình cũng có một vài căn, đặc biệt là mấy cái căn mà đang trong thời gian hoàn tất, tháng sau á sẽ dọn vô, thì mọi người vô ngay lúc này thì sẽ được cái giá tốt nhất và vẫn được cái deal như là toàn bộ những cái đồ bếp, lò vi sóng, lò nướng, máy giặt, máy sấy rồi trong nhà, với lại còn được 3.99 tiền lời và 7.500 closing cost nữa. Cái căn mà hai tầng á thì tháng sau mới xong nếu như mà mọi người vào hợp đồng. Bây giờ á thì tháng sau trước khi mọi người dọn vô là nó hoàn tất hết rồi. Và thường là khi mọi người vào hợp đồng, lúc mà căn nhà á nó đang trong thời gian hoàn tất á thì mọi người sẽ được cái deal tốt nhất. Nhưng mà nếu mà nó đã hoàn tất rồi, nó ở trên thị trường rồi á thì giá nó sẽ tăng theo giá thị trường. Vậy nên nếu như mà mọi người thích nhà một tầng hoặc là nhà hai tầng trong khu Tomball ISD, trường học tốt và tiền lời chỉ có 3.99% thôi, còn được cho thêm tất cả những cái đồ dùng trong bếp nè, máy giặt, máy sấy nè, tủ lạnh nè, với lại blinds, và cho 7.500 closing cost nữa, thì mọi người nhớ là liên hệ số điện thoại ở dưới nha. Mà cái khu đó không chỉ là cách Costco Cypress chỉ 10 phút đâu, mà đi đâu cũng tiện hết đó mọi người. Chỉ cần từ đó mà chạy ra ngoài kiểu như Memorial hoặc là chạy ra Downtown á cũng chỉ cỡ 30 phút thôi à. Mà cái khu đó thì mình thấy rất là yên bình luôn á mọi người. Đó cũng là một cơ hội tốt để sở hữu một cái căn nhà mà khi mình mua giá nó thấp, nhưng mà đến khi á nhiều người dọn tới hơn á thì giá nó sẽ bắt đầu tăng cao lên, thì căn nhà của mình nó sẽ giá trị hơn. Mình dắt khách đi coi nhà xong rồi, bây giờ thực hiện lời hứa đưa mọi người đi Costco nè. Trời ơi, mấy cái hoa cúc ở Costco năm nay là đoạt giải bự nhất trong các chợ luôn á mọi người. Không những là bự nhất mà còn rẻ nhất luôn. Hôm bữa mình mua hai chậu xong rồi về mở cái ni lông mà bọc phía trên ra, nó bung ra một cái bự đó là bự luôn mọi người. Thích dạ. Để tí nữa về nhà mình quay cho mọi người coi, chắc là mọi người cũng thích lắm luôn.
Wow, mình thích mấy cái khuôn làm bánh này lắm nè mọi người. Chắc là Noel năm nay làm mấy cái bánh giống vậy đi ha. Có hình mấy cái cây nữa nhưng mà hình cái ngôi nhà đẹp hơn nè. Ê mà mắc á nha, 23.99 luôn. Wow, đẹp quá. Còn có mấy cái khay nướng bánh này nữa nè, ba cái khay luôn, còn có cái nắp đậy ở trên nữa mà đang sale, còn có 19.99 nè. Trời rẻ không mọi người, mấy cái khay này xài đã lắm á. Wow, thích ghê, hay là mình mua một cái bộ mới này về thải bớt mấy cái cũ ra. Vòng lại coi cái bộ làm waffle này, cho nó có cái hộp đựng luôn á mọi người, gọn bưng nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cái để thay luôn, đủ thứ hình luôn nè. À, thích quá à. Thích Noel quá. Thích cái này làm cookie nữa nè mọi người. À, nó có hình con gấu nữa. Trời ơi, chắc Coco với đâu nó thấp lắm này. Ê, có con bướm nữa nè. Wow, mà chỉ có 24.99 thôi. Nguyên một cái set làm bánh cookie. Cúp đông này cũng rẻ nè, đổ vỗ luôn. Chưa Halloween nữa mà hả? Costco này đầy đồ Noel. Dạ thương quá mọi người, có 16.99 nè. Mà đợi là nó sale nữa. Cái này hình như đồ nó chưa có nè. Còn mấy cái này nhìn giống như có rồi á. Mà mấy con này hình như không đẹp bằng năm ngoái. Đây là cái bông tuyết để treo lên cây á mọi người. Bông tuyết để treo lên cái thông Noel á. Mà nó của Swarovski luôn. Wow, đẹp không nè. 54.99. Có nhiều nhà người ta sưu tầm cái này nè. Tại vì ở trên nó có in năm á. Xong cái mỗi năm mua một cái này cũng ý nghĩa đó mọi người. Thấy cái chỗ nhỏ nhỏ không? 2024 nè. Đẹp quá ha. Mà cái hộp sang quá trời luôn á. Đồ trang trí Noel. Nhìn là thấy nôn tới Noel rồi. Trong một đống đồ trang trí Noel mới có vài món cho Halloween thôi mọi người. Đây này nè, Mickey Mouse với Minnie Mouse. Không biết qua Halloween nó có sale này không ha. Mình thích mua này. Mình thích đi Costco Cypress nhất đó mọi người. Tại vì nó ít đông, ít xô bồ lắm. Trời mọi người mà đi cái Costco Arcadia ấy hả, muốn xỉu luôn á. Đông nghịt người. Mà nhiều khi mình đi trước người ta á, xong rồi người ta đi sau, người ta đi nhanh quá. Xong mình cũng có cảm giác như là mình phải đi nhanh, thật nhanh, thật nhanh. Nó không có enjoy được như bây giờ. Và cái Costco Cypress này á, thì nó vắng hơn. Với lại mấy cái đồ mà kiểu hiếm á, nó cũng hết sâu. Trời nói vậy thế nào mọi người cũng đi tới Costco Cypress này mua hết đồ. Wow, coi cái nhà này nè. Nhà bằng xốp mọi người, dễ thương á. Bluey. Xe đẩy Bluey. Này chắc là Coco mê lắm luôn nè. Ồ, có cái nhà Bluey mới nè mọi người. Nhà biển. Hôm bữa mình mua cho Coco cái nhà khác, không phải nhà biển, chắc Coco thích cũng thích cái này. Để mình đi qua chỗ coi máy hút bụi á. Tại vì khách của mình chuẩn bị dọn vào nhà mới, mình muốn mua gì ra tặng khách. Mà mình thấy máy hút bụi á là quà tặng thích thật nhất luôn á. Hay là mua xe máy xe sinh tố ta. Máy Vitamix này cũng đang sale nè. Tặng khách máy xe sinh tố được không mọi người? Ăn mừng nhà mới. Ồ cha lại ăn mừng nhà mới xong rồi xe sinh tố uống hả ta? Không biết là cái máy này sẽ xài nhiều hơn hay là cái máy hút bụi sẽ xài nhiều hơn. Để mình đi qua chỗ máy hút bụi coi thử nó sao nha. Hay là mua tặng khách máy Dyson, máy xay tóc ta? Ồ mà máy Dyson này thì chỉ có cái chị xài được chứ cái anh đâu xài được không? Có mấy cái hũ này đang sale nè mọi người. Hũ này mình cũng dùng nhiều đúng không? Làm chanh muối rồi, làm củ cải, củ kiệu rồi. Làm đủ thứ hết nè, làm đồ ăn sáng cũng đẹp nè. Mình mới mua cái bỏ lên xe rồi. Ủa mà sao nãy giờ mình không tìm thấy chỗ máy hút bụi ta? Hay là mình đi qua rồi, nãy giờ cái dãy này mình đâu có bỏ sót nè đâu. Cái giỏ này cũng đã nè mọi người. Bự chà bá luôn á. Mà chỉ có 19.99 à. Bữa nay Costco có bán cái đồ thơm nhà này nữa mọi người.
mà nó bự, đúng là size của Costco luôn, nó bự như cái mặt của mình á. Bình thường là cái lọ này nhỏ thôi là đã thấy xài lâu hết rồi, cái này bự vậy chắc cũng lâu hết lắm luôn á, chắc phải nửa năm nó mới hết á mọi người. Mà vậy thì nó thơm nha, mùi gỗ với lại vanilla. Có mùi gì khác không ta? Tại cái mùi đang để ở đây thì mình thấy không thích lắm. Còn cái mùi này nữa nè, mà người ta không bỏ lên, hình như là cái mùi đậm á, là người ta không có bỏ ra, là mùi vanilla á. Còn cái mùi người ta đang bỏ ra là cái mùi nhạt nhạt này. Cũng không thơm lắm đâu mọi người, nhiều nhưng mà không thơm nên để trong nhà nhức đầu thêm á. Thôi bây giờ mình lại đi tìm cái chỗ máy hút mũi đi. Mua hầm giòn ăn nè. Một thịt này cũng nhiều, 5 đồng trên 9. Hôm bữa mình thấy cái này nó sale nè mọi người, cái V15 á. Xong cái mình định mua cho khách mà bữa đó thì xe của mình không có chở được. Mà bữa nay thì nó hết xe mất rồi. Máy này là dòng mới nhất hay sao mọi người? Ok nhất luôn á, nó có đèn rồi luôn nè. Bên này là một cái khác nhưng mà cái này phải cắm dây. Giờ mà hút bụi cắm dây nữa thấy mệt quá. Tại vì quen xài mấy cái mà nó không dây rồi á mọi người. Coi bên này hay mua robot hút bụi ta. Robot hút bụi cũng hay nè. Cái Rumba này nè, chắc tặng khách cái cũng thích đó ha. À có cái máy cầm tay này hay không mọi người. Máy này để mình vệ sinh xe, mình thích có cái cầm tay nhỏ nhỏ như này. Không biết cái này có tốt không ta. 99 đồng. Đây là máy hút bụi hết xe mất rồi. Hay là mình tặng khách cái này cũng được nè mọi người. Cái này nè, nhà mới xong rồi có cái này vừa nóng lạnh luôn. Đúng lúc mùa đông đang tới mà cái này á, nó vừa diệt khuẩn trong không khí nữa. Nhỏ con, thì mình suy nghĩ thử nên tặng máy hút bụi hay là tặng cái này. Costco này lúc nào cũng có vịt ngon hết mọi người, mà rẻ nữa. Một con vậy chỉ có 10 mấy 20 đồng thôi. Cái gì đây? Cái này của hiệu Crumble Cookie nè mọi người. Và nó làm cereal. Miếng ngon không ta? Em mua một cái cho tôi nó ăn thử. Ok, lấy cái này. Rồi buổi sáng rồi nó ăn sáng với sữa. Lại mình lấy kimbap nữa nè. Hai cái mặt nạ cho môi luôn mà mọi người biết bao nhiêu không? Có 19 đồng trên 9 nè. Vậy là 10 đồng một cái hũ này. Costco Cypress là một trong những Costco mà mình thấy có chỗ đỗ xăng rộng rãi nhất luôn á mọi người. Một hàng như thế này là đỗ được 3 xe luôn. Còn cái dãy bên cạnh nữa là thêm 3 xe nữa. Mọi người thấy màu xanh lá cây không? Màu xanh lá cây là trống, còn màu đỏ là đang có người đỗ rồi. Phía trước mình là có hai bồn trống luôn nè. Chị Hai đang mở ra cho con nè. Yeah. Thích quá mọi người ơi. Mẹ Hằng là mẹ Thằng thích cái set này. Tại vì nó có cái cây xương rồng á. Nhưng mà cái hoa cũng đẹp nữa. Cái hoa thì thích hết luôn. Hoa thích hết 3 chậu. Còn hai cái này thì không thích lắm. Nhưng mà nó có chung với cái set này nên là mua luôn 3. Dễ thương quá đi. Con muốn thêm hả? Nguyên một cái này luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mà rẻ hơn một cái Jelly Cat. Rẻ hơn cái bó hoa Jelly Cat. Để lấy cái bó hoa Jelly Cat cho mọi người coi ha. Đây là bó hoa Jelly Cat nè mọi người. Bó này á hả là bằng 4 set này. Mà mấy cái này dễ thương quá chừng luôn á. Mình bỏ lên kệ xong nó thò cái chân xuống nữa nè mọi người. Trời ơi, chân khắp nhà luôn. Khắp nhà có toàn là mấy cái hoa thú bông, khỏi phải tưới cây. Cây này sẽ không bao giờ chết. Mùa xuân hạ thu đông gì nó cũng sống hết. Ủa, con. Trời ơi, sao nó kẹt cái chân của con. Dễ thương.
Em thò cái chân vô. Đây là hai chậu hoa cúc mình mua ở Costco nè mọi người. Trời ơi, nó bự dã man luôn á. Đây, mọi người thấy nó bung tỏa ra mà hoa nó nở đã không? Mình có mua bí rồi nè. Còn mấy cái chậu nhỏ nhỏ này á, hồi lúc mình không có thấy Costco bán mấy cái chậu nhỏ nên là mình đi Trader Joe's mình sẵn thấy mình mua luôn. Cái này thì nó có cái chậu cũng đẹp nè. Mà Costco rẻ hơn nhiều mọi người. Costco 16 đồng mà được 4 chậu nhỏ như thế này luôn. Tha hồ mà chân, mình thích chân chèn nó với bí á. Một cái chậu hoa cúc nhỏ, một cái chậu hoa cúc lớn rồi kèm theo với mấy trái bí nữa. Bí mình cũng còn nhiều lắm ở trong nhà mà mình chưa có đem ra. Mấy cái trái này là hồi lúc mua xong rồi sẵn rồi mình thả ở đây luôn. Này có màu tím nè, màu vàng nè, rồi có màu đỏ. Hai chậu màu vàng thì mình cùng mua ở Costco hết luôn á. Nè, bự không? Bự mà nó không có vô hết cái khung hình luôn á mọi người. Ở bên này nè. Năm ngoái á, là nó chỉ cỡ này thôi là mình đã thấy nó bự rồi. Năm nay là Costco đạt giải là hoa cúc bự nhất luôn á, mà rẻ nhất nữa. Mấy cái bông mà thấy nó chết chết rồi á thì mình phải ngắt nó đi nó mới ra bông mới nha mọi người, chứ không là để nó khô queo là nó từ từ là nó ngủm luôn á. Hoa này là hoa kiểu mà hết mùa rồi thì nó ngủ rong xong rồi cái tới mùa xuân nó sống lại á, nên là nếu mà mọi người thích thì mọi người trồng lại nó xuống dưới đất cũng được. À, cái này mọi người thấy không, nhìn nó bự vậy đó, nó xum xuê vậy đó, chứ cái chậu của nó nhỏ xíu á đó mọi người, cái chậu nhỏ xíu thì xíu à, mà mở cái bịch ni lông cái nó xòa ra nguyên một cái chậu cúc bự vậy luôn nè. Hả, không biết là mọi người có tương tự thấy là nó bự đến cỡ nào không, thì mình quay cái góc khác cho mọi người coi là nó bự cỡ nào đó, thấy không? Cái chậu ở dưới nó nhỏ xíu à, đẹp lắm luôn.